chào tất cả anh chị em đã đến với kênh. Tập trước trong phần DLC của Sam, chúng ta đã khám phá ra một cái nhiệm vụ nói chung là khá là thú vị về hai anh em bị điên. Mình nghĩ chắc lý do họ bị điên là do bị kiểu mà quá tin tưởng một cô thư ký á, sau khi bị đá ra khỏi công ty thì người này đổ lỗi cho người kia, rốt cuộc không chịu nổi cú sốc nó điên luôn, mình nghĩ là vậy. Và coi trong tập này chúng ta còn khám phá được nhiệm vụ phụ nào nữa hay không. Vô nhé. It's even easier than I could have hoped. The captain's ready to help and the nuclear fuel's not far from here. In an underground submarine base, obviously. The radiation levels there are about as high as Novosibirsk though. So, I'll need to borrow a couple of protective suits from the local fire depot stores. Cái này cũng giống như tập trước, không có cái khác. Nhiệm vụ chúng ta vẫn là tới sở cứu hỏa để lấy một bộ đồ bảo hộ. Rồi, đây, lần trước dừng ngay đây luôn. Chỗ này mình ghé rồi, gắn được cái gì là mình gắn hết. Giờ thì chúng ta, cái bộ đồ chúng ta đang mặc thì nó sẽ giúp mang thêm được nhiều thứ. Giống như bình thường chỉ mang được có 5 quả bom nổ, 5 bom xăng, 5 cái này, 5 cái này. Thì giờ chúng ta có thể mang nhiều hơn, có thể là 8. Số lượng từ 5 lên 8. Ngồi đi câu cá. Ở đây không thấy cá, chỉ thấy tôm thôi. Tôm con nào con nấy bự chà bá luôn. Và ông Sam này ổng cũng không biết bơi luôn. Nói chung là Atom đúng không? Atom sinh ra ở trên mặt đất, nhưng mà lúc mà xuống với Metro thì lúc đó cũng còn khá nhỏ, cho nên không biết bơi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà ông Sam này, cái thời điểm mà ổng tới đại sứ quán á, ổng làm việc ở đó thì chắc mình nghĩ chắc cũng ổng cũng ít nhất có 20-30. Bây giờ sang 20 năm sau chắc cũng gần 50 rồi, 40-50 là ít. Nhưng mà tại sao ổng còn không biết bơi, không hiểu. Ở đây kìa coi, đây đi thẳng như hôm kia có gì nữa không? Chắc không đâu. Giờ chúng ta tới chỗ dấu chấm hỏi này rồi. Chấm hỏi đó phải quanh lại đây. Gia thuyền, dòng chữ đồ hút máu. Nhốt con tôm trong này. Úi. Sợ nhảy quá lố. Sao bị kẹt rồi? Nhích xíu nữa. Khổ ghê. Nhích qua, cố lên. Nhích qua nào. Trời ơi, quay cái cua mà khó khăn vậy hả? Rồi, mừng quá. Rồi, lách tỉnh hướng đi nào. Đi thẳng men men phía bên trái. Chỗ này có gì trên này không? Đây mình nhìn sơ sơ ra không thấy gì hết. Bên kia thì nãy bên kia mình đi bên kia đấy. Đây thì cũng thấy không có gì hết, đây như là cái khu chung cư.
Ôi, nè mặt nạ vô. Đó, có cái biển màu vàng kìa, mọi người thấy chưa? À, đây nè. Đó. Cảnh báo phóng xạ đi, theo chưa? Đeo trước cho các anh. Khoan nha, khoan nha. Ồ, chỗ này chỗ nào có ghé đây được. Để cái xác kìa, ghê. Bình tĩnh. À ha. Ăn ké này. Như vào cay vậy lắm. À ha. Lão hả mày? Còn con nào nữa? Rút shotgun ra, mấy con này nó giỏi đánh lén lắm. Đi thẳng này, có dấu chấm hỏi bên kia. À, có cái tổ kìa. Tổ hả? Tổ hả? Chết chưa? Chạy hết chưa? Ủa sao cay rồi bay lắm rồi. Chạy hết luôn kìa. Chạy đâu cho thoát. Mày không mất ma. Chết hết chưa? Để chúng mày sống, chúng mày hại người. Ủa, nó ăn tôm nè. Ý. Chỗ này chỗ cái ông gì cũng hai ông trinh sát đã đến đây cung cấp thông tin cho chúng ta nè. Để chạy vô có hai ông nói gì. Không chế thêm được máu gì, còn có một phút. Đùa hả? Lần trước 7 phút xài nhanh dữ vậy. Rồi đạn này, nhưng mà phân giải tháo rời thử cái này được có hai cái này một hóa chất à. Thôi thua, hao thiệt. Không biết hai ông trinh sát còn ở đây không, còn không biết hai ông này còn ở đây không. Đi rồi. Chắc về báo cáo cho ông Tom. Đi đường tắt được. Ui. Sao nhảy xuống đây, ông này ông gãy chân quá. Thôi thôi thôi. Xa quá, nhảy xuống nguy hiểm lắm. Ngoài đời có thể, nếu mà nhảy khéo á thì không sao, nhưng mà cái ông này dấu chấm hỏi nằm rồi đó. Bắt buộc chúng ta phải đi vào con tàu. Tàu đi quay lại đây. Đó kìa. Chiếc hết tổ mình xuống còn gì chứ. Mình súc xanh chết chưa. Tổ treo lên nữa kìa. Tận diệt luôn. Đảo tàu. Tổ
trái đen thui luôn mà vẫn còn chứ có nước hèn gì. Dưới này có nước hèn gì tụi nó còn sống. Rồi, đeo mặt nạ vô đi. Lái này nó không phải như dễ như chúng ta tưởng tượng đâu. Họ đã lái trước nè. Họ hướng nào đâu. Rẽ trái. Trái bên đây. Định bảo vô trong khu chung cư đó nha, nó bự lắm đấy. Men theo góc bên trái nè. Đây là mình con đường đúng mình đi. Ờ rồi ok. Hết bộ lọc thôi. Ok. Đây là gì còn đường đi nữa. Kiếm được đường đi dương đó cũng hơi khó đấy. What the hell? Hết bộ lọc rồi. Đây à? Tom. Gì vậy? Chết men hết bộ lọc nó mới đau. Đi. Chế được bộ lọc mà trong khi làm những phóng xạ khiếp. Để coi có đường nào đi qua được. Quẹo ra đi, mệt quá. Chỗ đó có phóng xạ mà lại hết một lòng mới đau.
cái tổ còn có đó. Đây có con thuyền nữa nè. Cái cầu bên đây mình đi rồi. Để em đi bập qua cái đảo thôi. Chính này tầm nhìn nó bị che vô quá. Chỗ này đi rồi. Rồi bọc sâu lắm. Cái chỗ này đi thẳng có dấu cộng là gì đó. Bệnh viện à. Đây làm gì có chỗ vô. Đây đầm lầy mà. Để lùi lại coi. Chỗ này có chỗ vô ta. Chôn bia được không? Lưu lại cái. Ê. Trời ơi, trong này nó không đi vô. Ồ. Nó cho mình vô. Ai đừng bảo đường này không cho đi thôi. Rồi. Chẳng ơi. Không cho đi tới. Có tài game. Không đi tới gì mà thiết kế đường đi làm cái gì. Đây là có con tàu nữa này. Lại có xuồng ở đây. Con mềm nha. Thôi. Ê. Nghĩ lên này. Ôi trời. Ai khổ chưa.
quay lại nơi bắt đầu. Vì sao? À, đi vào nhà. Mình giúp ông kia, mình đu xuống đây đi. Vậy đi đường nào ta? Đường này cũng không được. Chắc cái đoạn đầu của clip này chắc phải cắt bớt á. Đi tìm đường quá, lạc đường. Lạc cả mà nó đường luôn. À mà khoan, ông kia đi rồi ông có để lên gì trong này không? À không, không phải chỗ này. Hai ông em xin đôi. Đây đây đây. Không biết ông đi ông có để cái gì không? Đây là cái nhà sĩ. Cửa này bị khóa. Trên xe có gì không? Ôi, nhạt nhẽo gì. Không mở được. Đi rồi cũng chả để lại cái gì cho tôi. Không cho bắn luôn mới đau. Trời ơi, kêu kiệt thế à. Nó chế máu được luôn. Đúng như dồn tới đường cùng luôn. Máu cần tới 20 hóa chất thì mới có 3. Không, mới có 14, nó thiếu 6 hóa chất. Chắc phải bỏ bớt đạn này. Đạn lửa cần, đạn này chắc không cần. Lần 6 viên ít nhất phải chế được một máu. Rồi 31 viên nữa, một máu. Mình cần tới 30 hóa chất, thôi không chế được đâu. Phân giải hết đống đạn để chế rồi. Ok, bye bye. Sao đi hết được rồi? À, trong này không cho chạy. Phải ra đây để mới cho chạy này. Mình nghĩ chỉ còn con đường này thôi chứ còn đường nào. Đường này thì lắm nhiệt. Đúng rồi, đi đường này bọc qua đây. Để cái tình. Ai là người trước gỡ gần hết miền đây rồi đấy. Ai kia? À, một bé tôm. Ôi. Rồi, đi đường này đi. Đường này lần trước gỡ hết miền đây. Vẫn còn kia. Đùa à. Đừng nổ. Bốn hóa chất. Phim này. Phải đặt ngay cái này luôn. À, cái này tháo rồi. Tôm thì giết nó có được gì đâu ta. Ăn kìa, ăn khí thế luôn. Ăn nảy. Chạy chưa? Giết nó có được hóa chất gì đâu.
Ok, chúng ta bắt buộc phải đi đường này thôi. Rồi dấu chấm hỏi bên kia là thua đấy. Trong đây một đống mìn, chúng không lấy được cái tao cái đâu. Còn đường nào nữa đâu? Nhiêu rồi, chung là mấy cái đồ ngon lành gần hết. Rồi còn đờn ca tài tử đây nữa. Thôi thôi thôi, xin đấy. Toàn đường lưu lại cái nào đầu đầu video tốn hết 40 mấy phút để đi mò đường bên kia. Nó đang huấn luyện tụi quái vật luôn kìa. Vụ giấu xác nữa. Có thì vui. Lâu đây. Đang luôn luôn. Cái này biết rồi. Chúng ta sẽ dùng dao. Em đã xác định là kẻ cướp thì xin lỗi nha. Anh không nương tay được. Để tên là kẻ cướp thì lời game nó không có nhắc nhở gì hết. Cứ thẳng tay mà xử đi. Chơi phần chơi kia nhận biết nhiều lần không có gì hết. Ôi chỗ này lớn lắm ấy. You're on top of that thing, ain't you?
And frankly, you're not too nice. So you know what that makes you? What? Man. Con đằng trên kia. Why the fuck did I have to blow that joint? It went and gave me the matches. Xuống dưới thì sao? Xuống dưới còn dễ lộ hơn. Giờ mới 3 giờ trưa. Ai, chúng ta vô được chỗ này rồi đây. Kiếm thêm ít đạn coi. Máu đâu, cho thêm máu đi. Trên kia có ai không? Thấy được là chúng ta không đi được cổng chính nè, mà sẽ đi được bằng đường rừng. Nên để nấp ở đâu ta? Giờ mình sợ mình leo lên. Đang đứng cho ảnh luôn ở đâu. Hoài luôn cái gì đi. Lên. Hoài lên bắn cho nhanh nhé. Hoài nấp được mặt quá. Sao cưng cứ đứng đó làm gì cưng? Phê pha. Yo, Matt, why are you stretched down there? So you want to get away, you fuck. The bitches! La làm gì mày dở quá. Còn ai nữa không? Nấp mày. Giờ mới biết anh thiện xạ. Đi đường này luôn. Đi bên đây coi. Lại bị khóa từ bên trong. Phòng nó như vốn được hay sao ấy. Còn bé nào ở đây không? Ở chỗ này ít hết. Bốn đồng thằng à. Chiếm luôn cả khu này. Nghe tiếng súng như rồi nó không chạy ra, lẽ nào có nhiêu đây thật. Mình đang về xa đang gì? À đang thương. Không được, chúng ta vẫn phải làm cái gì đấy. Lại bị khóa. Chắc lại phải lầu ở đây chăng?
và liệu dấu. Hai cái này phải đúng thứ tự nữa trời. Và để mình lên mình xử hết tụi kia trước đó. Hai em này á, bọn này nó có quá trời xăng dầu này, cho máu đi. Họ bên kia đua gì bên đây được. Tiếng bên kia. Ây, bồi lọc. 1 phút. Lên luôn. Chuẩn bị phóng vào. Không có em nào bên này. À, em này bị mình mặc. Khi thấy có 2 thằng. Sao nó có bảo. À có con xuồng đi. Thì chúng ta phải mượn cái xuồng đó đi. Wow. Súng nó nhìn xịn thế. 1 viên súng mình 1 viên đổi được. Cũng 1 viên là không có giảm thanh. Được cái có cái laser thêm thôi. Súng mình có giảm thanh. Từ đây đu bên kia được. Nhưng còn bên này. Dưới có ánh đèn. Cứ đi từ từ đường dưới đi. Xuống. Còn bộ cảm biến như thế nào? Còn mấy dao, 4 con dao. Lên hết. Bên này nó bên phải. Ôi à, ok. Rồi, đầu hàng ok. Tí nữa là bắn không? Vậy nãy dưng súng chi vậy? Tí nữa là giết nhầm mày. Đầu hàng cái đầu đi, mày đặt dưng súng. Mai là bắn một. Bắn chúng là coi như xong phim nhé. Còn có thằng mình đằng này à. Xuồng ở đó này. Vậy còn 2 thằng đã chúng ta bắn đâu. À đây đu xuống. À kéo cái này trước nào. Như vậy là cái mở cái kia là con đố. Theo thứ tự là 3, 2, 1 hay 1, 2, 3 vậy đấy. Chúng ta sẽ xuống thử nhé. Từ từ đi.
gì phải gấp gáp. Đây có cái cầu mà nó dưới này. Rồi ôi, nhảy hay lắm. Quần thì rất hay. À, nó nhốt tôi kia trong này. Có hai lần kia nãy mình bắn đâu ta. Nhốt rống con đường này luôn. Mãi có hai thằng mình bắn. Không thấy mất xác à. Hay là nó rớt xuống như này rồi. Rồi chắc mất xác rồi. Chúng ta đi hết chưa thật. Có nhiều đi chỗ. Đúng rồi, đây còn chỗ nào đâu nữa đi. Sao trên kia rất hùi, rất hùi. Ở đây là có một hang. Quên trong kia có con đố. Quên chắc chắn chống đồ có ba số rồi. Tính như quên phải xíu. Chính xác. Wow. Súng. Ê. À giờ xài súng nhắm rồi, là súng lục ta. Súng nhắm mà 8 viên mãi cũng hữu dụng hơn súng lục. Súng nhắm bắn khá là ngon. Wow. À, giáp để tăng máu rồi. Có đổi giáp được không? Súng lục này mình thấy đam yếu lắm. Lần trước xài thấy đam yếu. Bán nặng. Tính ổn định. Thường cao hơn nhưng mà đang cần cái giảm thanh. Hắn không biết gì luôn. Ta cầm nặng. Ok. Ồ, gắn được cái này còn rồi đây.
chưa thêm máu. Đấy, một máu, một đi, hai máu đủ xài. Yeah. Lên được. This is a real prize. Nhâm 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 nhâm. À, có mấy con dùng dưới. Chặng đường không?
giờ mới đi tiếp được. Hồi mai quá, cứ tưởng chết. My cousin's best man used to sell moonshine to their sonar operator. That guy told him that the thing they saw was no moon, but a floating city of extraterrestrial lizard men. And those lizard men wanted to erase us all. They should have sunk the bastards. They wanted to. But as soon as they got the target lock, the president appeared on all of their screens, all official-like, just like before the war. So he appeared and said, don't you dare open fire on our strategic partner. Cậu Tiêu mà cũng dán nhạc đây, bôi bát vậy. Vật e thật xa thì. Tổng thống là người thằng lằn mà. Was taken south, far out to sea by a really bad storm. With the storm over, he stopped making sail when he saw a plane, a huge one, really high, leaving a trail. Nhật ký của Tao. Còn 4 tàu. 4 tàu. Ơ gì vậy? Cái thằng điên này. Rõ ràng để là ngư dân mà. Ngư dân thì tôi vô tôi nói chuyện đi chứ tôi có làm gì đâu tự nhiên. Tự nhiên mấy người tấn công tôi trước. Mấy thằng điên. Tôi chỉ ấy thôi, tự vệ thôi. Bắn cho lắm vào. Tốn hết cái đạn của anh.
mình đến trong hòa bình. Lúc sạch hết đồ tụi bay luôn. Cơ bản đồ tụi này cũng đâu có gì nhiều đâu. Còn máu không? Hết máu hết. Mình vô mình tính nói chuyện đi, vô nó bắn tùm lưa hoặc vô. Oh man, ra đây phóng xạ dữ lắm. Thôi 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 thôi. Cách nhau có cánh cửa. Có chế thêm được máu gì không? 53. Một phút. Mở được thành tích hơi thở cuối cùng. Còn tôi lưu cái đó. Không thể lưu những cái đấu chứ. I should make more of these. Chế thêm thứ này cũng dễ chế lắm. Ở trên cũng hết luôn, thôi đi ra. Rồi, bắn. Phóng xạ nó dày, nổi chả thấy gì luôn. Ra đi, không có nhiều. Mỗi lần di chuyển cái này nó mệt mỏi ghê. Di chuyển mấy cái tàu này thì thích hợp chơi bằng tay cầm thôi. Nhưng mà mấy game bắn súng này thì lại cần chuột bàn phím dễ điều khiển. Cái gì nó đây? Trời đất. Còn cái dấu chấm hỏi kia là mình không biết đường vô. Không phải không biết đường mà nó không đủ. Chúng ta không đủ cái bộ lọc cho nó phóng xạ gì luôn. Rồi, bình yên là đây. Một cái ghế, một cái cần câu. Cái này là cái gì? Cái vết da nó bong ra. Ê, chim kia. Hạ súng xuống đi. Oh yeah. Ngồi đây bypass thời gian nữa thôi. Cầm. Tôi thích để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên. Đâu cần lén lút đâu. Giờ chơi bắn thoải mái. Hết xăng. Liếc mắt đưa tình đấy chứ. Đây là cái chỗ thu mua cái mấy con quái vật. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, còn 3 turn thôi. Hy vọng là không bị sót. Mình thích đọc mấy cái này lắm cho nên không muốn nó sót. Phát hiện là cái gì đây? Đúng rồi, cho nhiều vô, anh đang thiếu thốn nhiều lắm. Oh yeah, bên kia. Ủa vậy mình cái việc mà mình mở cái máy kia lên là làm cái gì? À, giờ mới thấy được cái tầm quan trọng của cái này. Không đủ chi máu luôn. Đây, khoan khoan. Chưa, còn chưa. Tăng độ ổn định. Băng đạn chuẩn chứa tối đa 30 viên. Băng đạn sức chứa cao chứa tới 100 viên. Máu nghiệp lắp ngay. Giáp vật tư tăng số lượng bộ sư cứu và bộ lọc không cần thiết lắm. Cứ đeo cái này đi. Vậy thì còn việc bơm này vô để làm gì ta? Thử xem sao. Còn có cái này làm gì ạ? Che giấu đồ trong này ha. Biết đâu là có trang nhật ký. Đóng đồ luôn kìa. Tinh vi đấy. Thủ đoạn tinh vi đấy mà không qua mắt được anh. Một đóng đồ đủ. Có thể chúng ta sẽ chế thêm máu. Chà, giấu dữ luôn. Bóng đèn á. Ôi, bóng đèn chà bá luôn rồi. Để thử cái này chấm được nhiều viên. Cái này còn 10 viên đổi ra 60 mấy viên. Cái này như không biết chấm được cái súng nhắm luôn ta. Được cái giảm thanh là cái ngắm xà hai cầm nặng này cầm ngắn giảm thanh được đấy. Ba mươi hai viên ngon lành rồi. Thổi súng. Ok, thổi súng kia gõ 10 viên. Trên này thấy có cái đèn. Hết rồi. Hết rồi. Chúng ta còn 3 trang nhật ký chưa kiếm được. Ok, con dê. Ồ, giấu kỹ đấy. Nói ra ở đây được. Điểm soát vé có gì trong này không?
À, dấu chấm hỏi đã hết. Tìm những bộ đồ bảo hộ. Không có gì hết. Ý, có khi nào chúng ta đi đường này bọc qua bên kia lấy được dấu chấm hỏi luôn không? Có thể á. Hướng này à? Hướng này như đường cùng. Nhưng mà cứ đi thử xem sao. Tới đường này nó chặn rồi, đường đi nó không cho quay đi được. Bây giờ chúng ta có đeo bộ cảm biến mà, lo gì đó. Có quái nữa là biết ngay. À, mình tính vô thăm quen chỗ này nó cũng không cho. Không cho rồi. Chỗ này chỗ của tôi cướp. Ok, giờ phải lưu cái đó. Trước khi tiếp tục cái phần chơi này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Victor Hồ đã donate 200k để hỗ trợ mình mua game The Dark Picture Anthology How of Ashes. Thì cái tựa game này đã được Việt hóa rồi. Và sắp tới thì có lẽ mình sẽ chơi. Thì bây giờ nó đang bán trên Steam là khoảng 350. Thì bạn Victor Hồ đã donate cho mình 200k để hỗ trợ mình mua tựa game này rồi. Thì có lẽ mình sẽ chờ coi sắp tới nó có sale không. Nếu sale thì mình mua. Còn nếu mà có bạn nào mà donate thêm 150 nữa thì mình sẽ mua luôn. Vậy nha. Thì cái tựa game đó, nội dung nó là gì? Nếu bạn nào chưa biết thì nó cho chúng ta vào vai một nhóm những người lính khám phá một cái lăng mộ cổ ấy. Một lăng mộ cổ, và vô tình họ đánh thức những cái sinh vật giống như kiểu ma cà rồng vậy. Nhưng mà ma cà rồng thuộc dạng nguyên thủy chứ không phải là ma cà rồng giống như trong phim đâu, có dạng người đâu. Thì nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì mọi người có thể coi mấy cái trailer. Thì chúng ta đi thẳng vô kia nha. Có một tin vui là mình mới vừa mua cái tựa game Fort Fun, một tựa game thuộc thể loại chiến thuật sinh tồn á. Và tháng 4 này sẽ có bản Việt hóa, đầu tháng 4. Bây giờ game đang sale mạnh, giá nó khoảng chừng 60,000 à, cho nên mình mua luôn. Súng này tính ấy mà nó không ngon lắm. Tính đổi qua cây súng nhắm nhưng mà thấy gì vậy? Xài súng nhắm cũng nhiều rồi, giờ thôi xài cái này nha. Tụi này tụi cướp mà cần gì nâng tay tụi nó, đúng không? Ra đây cưng. Núp làm cái gì anh thấy rồi. Bay với nhảy này, 4M. Hôm nó bắt mấy con này. Hồi xưa tụi này buôn bán nô lệ mà giờ kiểu thay đổi theo xu hướng thời đại, bắt mấy con này huấn luyện. Im mồm không? Trời ơi, phí quá, tính dùng dao mà. Tính dùng dao, trời ơi. Rồi, chắc để gắn cái kia chưa? Gắn xuống nhắm được không? Rồi, hết máu luôn, rồi không để ý.
Giờ mình chán việc mình lẫn đánh lúc chết men cả đèn lửa nào. Bộ cảm biến nó không có hiện, nó chỉ hiện bơm à, màu đỏ là bơm. Chào cứng. Đây sọc kinh đâu. Bây giờ súng này bắn ghê. Nó giảm thanh mà. Ôi cướp mình dám chiếm luôn mới sợ cứu hỏa này. Trên này có tài liệu gì không? Ây chà, ống nhòm 6x. Nó xài súng nhắm đấy. Em lên cao hết rồi. Mấy điểm cao thì dễ nhắm bắn hơn. Trong nhà chắc phải đi vô. Đây không có ai, chắc phải vô nhà thôi. Có đạn. Ok. Súng đây còn nhiều gì? Ui, còn nhiều lắm. Băng đạn này cũng càng được nữa. Có một thằng trong kia. Thấy nó soi đèn ra đây. Mình tính bắn để thả con kia ra mà sợ bắn chết nó. Cứ xuống đi, nhờ vô trong nhà thôi. Xe cứu hỏa này nè. Rồi chúng ta có tiếp cận theo hướng khác được không? Nãy nhớ gõ gàng chọn dao mà không hiểu sao nó lại quăng cái gì đấy. Con mìn nhá. Con mìn nó đặt trong này à. Luôn đi. Nó đặt mìn bên kia à. Nó sao mà vô đường này đặt mìn đây. Đây con trái. Thấy mìn gì đó ta. Cầm cái mỏ mà đi. Kill the mutant, save the earth. Bên ngoài rồi, đặt mềm ngoài rồi. Yeah.
on. Come on. Oh, giết qua giọt rồi, nó dẫn báo. Vậy là miền nhé. Nó đặt miền ngoài đây. Coi không, đây chấm sáng đỏ. Bên ngoài, bên ngoài. Trong con con có một em kìa, đứng đây từ chiều. Có cái địch, hai đứa chỗ này. Im cái mồm. Chó à? Còn để còn nuôi cả chó nữa. Ngu này. Take a dirt nap. Có mệt ngoài. Oh. Nhà này vô chưa đâu. Mền ngoài không phải đây. Ở đây vô rồi. Ok, chúng ta sẽ vô đây. Không thể được. Nó đâu rồi? Là này. Ghét nhất người chó này. Tắt lửa, tắt lửa. Ở chỗ nào tắt lửa là chúng ta đi rồi. Có nhiều điểm tiếp cận lắm như này nữa này. Đi tới đâu tắt đèn tới đó. Wow, xác Nguyễn này. Thằng này đã mới bị bắn. Ok. Xuống dưới này xem. Ồ, nó nhốt cả đây. Nó sợ mình đi vô từ đường cống. Nhốt cả đây. Để cái giải thoát chứ.
Cái gì kêu dữ vậy ta? Mình ở ngoài. Ok. À, chỗ này đi rồi. À, tao thôi hết luôn. Dưới đây đã đi. Chỗ nào tối tối là đã đi. Đây chưa. Đấy, đến rồi luôn. Ở đây chưa này. Dòm. Còn một đứa. Kêu dữ. Ở đây hết rồi còn đâu. Quách. Đường nào lên lầu? Phải đu hòn ngoài bên ngoài bên ngoài. Ok, lên lầu thôi. Ở chỗ có mấy chỗ cứu hỏa gì đó sẽ thấy, mọi người thấy mấy cái ống đó. Đây nè, làm mấy cái chỗ là khi mà có chuyện khẩn cấp cần người ta sẽ đu từ trên xuống cho nhanh. Lên lầu, lên lầu. Một bé chó. Nhìn thật. Xin lỗi nha, tôi không muốn, tôi cũng đâu muốn bắn vô cái đó đâu. Lỡ tay bắn vô cái đèn nó bể. Sorry. Nhìn nó kêu hoài vậy ta. Không thấy trên bộ cảm biến. Nghe chuyện chút xíu. To some serious people once. They all thought the cat was not a threat to the wolves they were.
and paid the price. Think about the numbers the Cat's Gang boasts now, combined with the Submariners. Is that supposed to scare me or what? Doesn't seem to be working. I know. Getting scared isn't our thing. Still, I think it would do us good to lay low for a while and weigh the odds. That's why you shouldn't have shot those Submariners up. Xong chưa? Xong rồi, để anh vô đây. Xong rồi anh ra xử với em sao? Ủa? À, cái chỗ này á. Nó kêu khó chịu rồi chứ. Có mấy cái mìn nó nằm ở ngoài đó. Ồ, nó kêu khiếp. Rồi, em này sẽ được sống nè. Sợ đánh bất tỉnh không được. Ngồi ngay tư thế này sẽ được sống. Nghe tiếng ngáy nó ngủ à. Nghe tiếng nó ngáy rồi, ngủ rồi. Họ nghe tiếng nó ngáy khiếp. Xong chưa? Xong rồi thì chết đi. Nãy tao nghe được coi tụi bay đáng sống rồi. Đáng tiếc tụi bay không đáng sống. Chịu đồng hàng chứ. Ủa
trên đây hết rồi, còn đâu? Bộ đồ ở đâu? Đang ở ngay chỗ này. Mày giấu đồ ở đâu? À, đây có cửa đi được. Ok. Đây chắc cũng hết. À, chỗ kia nãy mình bắn kia. Ok. Đi. Giấu đồ này đúng không? Có chó. Nuôi chó. Nhưng chó này dữ lắm. Kiếm đời. Vẫn còn á. Either we shoot you, or you die from hunger in there. It's long and painful, so you better open up. Này không lấy được. Look, this one, you know, couldn't you like use it? Fuck yourself! How did you even survive till this day? I was shitting him, and now the pick is out. Now you break the door. Phá đi, anh đang chờ đây, phá đi. À, anh đến. Phá đi. Bộ đồ này hả, nhìn phèn quá vậy. Có chấm bông xà được không? Sao nhìn phèn quá vậy? Thêm bộ nữa. Ai đó. Quan trọng là bình oxy. Ed, Sam here. I have the suits. Great, Sam. Let's meet at the HQ building. Do you read? Got a show at the HQ building. Sam out. Phải lâu quá. Có nhiều đó làm lâu vậy mình không đi được. Thôi anh đi đi, anh không rảnh chờ máy bay đâu. Lời dặn của sếp. Con cú. Một. Hai, còn hai to rồi. Vậy là chúng ta đã kiếm được nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con hai to rồi. Thời gian sử dụng ngắn ngày.
đèn pin đổ sáng cao. Sáng cao nhưng mà tiêu thụ điện cao, nó cũng mau hết. Thôi xài này. Làm hoài nó không mở được. Rồi lâu quá anh đi, anh cũng gánh chờ mới cần được. Bye bye. Anybody home? Có ai nhà không? Ui, đi xuống dưới vào. À, họ ra đi đi. Giờ mới phá cửa được, quá chậm. Đi được rồi. Up there, going for the zip line. Stop him. Ôi băng đạn này nhiều đấy, 6 viên luôn. Stop him, một em. Stop him hả? Stop him, hai em. Được chưa? Có hai em mà đòi stop. Giờ anh không đứng tay tôi nữa. Quá đáng lắm rồi. Bao nhiêu thằng nữa ra đây? Tận diệt luôn. Ở dưới dưới dưới. Ây da, không kinh không? Bắn kinh này. Bắn kinh này, bốn em. Bắn dữ này, năm em, hết chưa? Xây dựng ở đây để coi cố gắng trong tập sau mình sẽ xong luôn phần này nha. Vậy đi, hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye bye.